trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, kể cả khi nghỉ ngơi lẫn khi vận động. Run tay không phải là bệnh, ngoại trừ run vô căn nên không gây nguy hiểm. Thế nhưng khi bị run chân tay, run đầu cổ, đi đứng run rẩy, giọng nói run, những hoạt động tưởng chừng như đơn giản như cài khuy áo, tắt công tắc điện hay ăn cơm, uống nước, cầm nắm, viết chữ cũng trở nên khó khăn hơn. Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Hình, nguyên chủ tịch Hội Thần Kinh học Việt Nam cho biết. Có thể nói rằng cái run là biểu hiện của rất nhiều, nó là triệu chứng của rất nhiều cái bệnh khác nhau. Tôi nói ví dụ, mệt quá cũng run, lo lắng quá cũng run, rồi là thời tiết không thuận lợi cũng run, rồi là những cái điều mà sợ hãi, hoặc là xúc động, hoặc là những cái do ăn uống, hoặc là nhất là do bệnh tật. Thành ra là những biểu hiện run không có bao giờ giống nhau cả. Mặc dù biểu hiện run tay chân có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh khác nhau, nhưng theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên nhân chính xuất phát từ những rối loạn chức năng hoặc những tổn thương thực thể tại não bộ. Vì vậy, việc điều trị run hiệu quả, người bệnh cần đi khám sớm để bác sĩ tìm ra nguyên nhân, kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp cho não bộ và kiểm soát tốt tâm lý. Sau khi tìm được thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện, thì mình uống tháng thứ nhất, hộp tháng thứ nhất thì cảm thấy nó nhẹ và bớt đi cái chứng run. Đến tháng thứ hai thì có báo tin về cho gia đình, và đến tháng thứ ba và tháng cuối cùng cũng là cái tháng mà hoàn toàn trong một lần mình không còn cảm giác mình bị run hay là như thế nào nữa. Uống đến hộp thứ bảy thì cái môi nó kém giật rồi, thì nó lúc ấy thì tin tưởng thật vào cái Vương Lão Kiện. Thế là cứ yên tâm uống thôi. Uống đến hộp thứ 20 là bây giờ tôi đi xe được rồi. Hộp thứ 15 là gắp đũa đủng đàng hoàng, hộp thứ 20 là bắt đầu đi xe được. Giờ đi xe tốt rồi. Đưa cháu đi học được rồi. Khi mà tôi uống được Vương Lão Kiện gái là tôi cảm thấy là cầm cốc nước nó không bị sóng sánh nữa, mà tôi làm công việc là giặt quần áo rồi nấu cơm rồi rửa bát là bình thường. Với sự kết hợp giữa hai thảo dược quý Thiên Ma, Câu Đằng, Vương Lão Kiện vừa giúp an thần trấn tĩnh, vừa giúp cung cấp tiền chất dinh dưỡng cho tế bào thần kinh và bảo vệ tế bào não, nhờ đó điều chỉnh rối loạn hoạt động của não bộ cũng như ngăn ngừa tổn thương não tiến triển. Chúng tôi cũng có nghe biết đến cái Vương Lão Kiện ở Việt Nam này lâu rồi, và thuốc cũng đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng. Thế thì không biết sâu về y học cổ truyền, nhưng tôi cho rằng là Vương Lão Kiện, đặc biệt là trong đó có cái Thiên Ma, Câu Đằng và một cái hai thành phẩm khác nào đó thì khá tốt. Chúng tôi có hỏi các chuyên gia ở trường Dược, Đại học Dược Hà Nội, thì cũng cho biết rằng là một vài cái thành phần của cái sản phẩm của Lão Kiện là nói chung là tốt, đặc biệt là cho những người lớn tuổi. Thì chúng tôi điều trị cái chứng này với một bài thuốc mà được nghiên cứu tương đối bảo hiểm, kể cả Trung Quốc cũng như ở Việt Nam. Đó là như tôi vừa nói, đây là cái bài thuốc Thiên Ma Câu Đằng Ốc. Cái bài thuốc này vừa nó tác động lên não, đấy, vừa tác động phần huyết của cơ thể, vừa tác động về can của cơ thể, vừa tác động phần huyết của cái thần kinh của cái tạng thận. Mà trong đông y hai cái thằng chính để mà ghi đến cái bệnh này là thận can và thận thận. Tôi có thể kết luận như này. Cái sản phẩm chức năng là Vương Lão Kiện là một sản phẩm rất tốt trong vấn đề hỗ trợ điều trị những bệnh nhân Parkinson hoặc là rối loạn bó tháp ở người già. Thậm chí uống những cái thời gian đầu thì tôi cũng chưa tin lắm. Từ tháng thứ tư trở đi thì tôi thấy là nó có chuyển biến hẳn đi. Chuyển biến bằng cách tức là coi như là tay thì không run nữa và làm cái gì thì nó cũng chính xác hơn. Không chỉ là sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng, người dùng đánh giá cao, thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện cũng rất được lòng các dược sĩ tại nhà thuốc. Về ba điều về Vương Lão Kiện thì thứ nhất, đối với mình là Vương Lão Kiện là hỗ trợ và làm giảm run chân tay được rất là nhiều các đối tượng sử dụng được và đa dạng, an toàn sử dụng. Thì trong đấy nhiều bệnh nhân quay lại sử dụng đối với nhà mình, và trong đấy đối tượng quan trọng nhất đối với mình là bố mình sử dụng và thấy là cuộc sống ổn định hơn, tốt hơn và ăn uống tốt hơn nhờ có Vương Lão Kiện. Thứ ba là Vương Lão Kiện và đã có nghiên cứu và có nguồn gốc rõ ràng nên rất là yên tâm sử dụng. Với người bị run tay chân, kể từ đây họ có thêm một người bạn đồng hành trong cuộc sống, đó là Vương Lão Kiện. Họ có thêm niềm tin và hy vọng về một tương lai rộng mở ở phía trước, bởi run chân tay không còn là rào cản trong cuộc sống.
Thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện hỗ trợ làm giảm run chân tay. Đừng để run chân tay là rào cản trong cuộc sống của bạn. Sản phẩm được chuyên gia, dược sĩ tại nhà thuốc khuyên dùng.